Táo Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là trận đấu thuộc khuôn khổ trận tứ kết U21 Euro 2023 giữa hai đội tuyển Pháp với Ukraine diễn ra vào lúc 2 giờ thứ hai ngày 3 tháng 7 trên sân vận động CFR Cluj. Dù gặp phải đối thủ nặng ký U21 Italia ở trận ra quân, những U21 Pháp vẫn có sự khởi đầu suôn sẻ ở giải trẻ châu Âu năm nay khi giành được chiến thắng 2-1 dù đã thiếu người trong những phút cuối. Ngoài ra, họ giành chiến thắng 1-0 trước Na Uy với hủy diệt Thụy Sĩ với tỷ số 4-1. Xét thành tích tiền giải đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Sivan Ripun đã dễ dàng vượt qua vòng loại khi giành vị trí nhất bảng với 26 điểm sau 8 chiến thắng và 2 trận hòa. Những chú gà chống gô loa đã cho thấy được sự hiệu quả ở mặt trận phòng ngự khi chỉ nhận 6 bàn thua sau 12 trận. Ngoài ra, họ cũng đều đã giữ sạch lưới trước U21 Tây Ban Nha và U21 Mexico. Với lực lượng nhân sự là các cầu thủ đang thi đấu tại những câu lạc bộ lớn như Kalulu của AC Milan, Bediasile của Chelsea, hai bộ đôi Turkey và Kakeret của Lyon. Rõ ràng, U21 Pháp là ứng cử viên nặng ký tại giải đấu lần này. Được kỳ vọng rất cao ở giải đấu lần này, Ukraine đã khẳng định trình độ của mình bằng chiến thắng trước Croatia lẫn Romania và cầm hòa thành công ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha. Kết quả này giúp họ xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi chỉ kém chính Tây Ban Nha về hiệu số bàn thắng mà thôi. Nhìn rộng ra hơn, đội bóng Đông Âu đang có phong độ tương đối ấn tượng khi đã có tới 5 chiến thắng, 4 trận hòa và 1 thất bại sau 10 lần ra sân gần nhất. Ở giải trẻ châu Âu năm nay, huấn luyện viên Ruslan Rotun của U21 Ukraine sử dụng bộ khung là những cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Dynamo Kiev khi triệu tập tới 6 cầu thủ của đội bóng này: Ruslan Nesterets, Konstantin Vivcharenko, Oleksandr Sirota, Vladislav Vanat, Volodymyr Barasko và Mykola Mykhailenko. Không thể không nhắc tới ngôi sao số 1 của U21 Ukraine, Mykhailo Mudryk, bản hợp đồng 100 triệu của Chelsea, sẽ trở lại thi đấu sau khi được nghỉ do chấn thương ở trận giao quân. Với việc sở hữu được một tập thể ăn ý và chiến thuật rõ ràng, U21 Ukraine hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước ứng cử viên vô địch Pháp ở trận tứ kết này. Mức chấp nhà cái đưa ra là Pháp -1. Anh em nên đặt trọn niềm tin vào gà chống gồ loa khi họ đang nhỉnh hơn đối thủ cả về nhân sự lẫn phong độ. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2.5. Đi tài là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều đang sở hữu hàng công thăng hoa ở giải đấu này. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.